Đây em chia sẻ nhỏ về phần thủ thuật làm chén cổ của Honda nha cô chú anh chị, nhất là Honda và Yamaha. Thì đối với Honda mình băm nhẹ cái phần này giúp mình băm nhẹ để cho mình vô chén cổ nó không giật giả. Thì như đây nè, nó về nó lỏng nha cô chú anh chị, nó không bắt được, nó vẫn còn lắc. Thì vô chén cổ nhiều khi chỉnh nó vẫn còn kêu tiếng kêu nha cô chú anh chị. Thì băm nhẹ là như thế nào? Băm đơn giản lắm cô chú anh chị, mình băm giống như gãi ngứa nó cũng được. Băm là phải biết cách băm nha cô chú anh chị, mình băm những cái chỗ mà tiếp xúc với phần chén á, còn cái dấu cũ á, bó ra thấy còn cái dấu cũ nè. Đó, thì mình băm cái đoạn dấu cũ đó. Nhớ lót cái dẻ nha cô chú anh chị. Mình băm giống như gãi ngứa nó cũng được cô chú anh chị. Đây ít thôi, nhiều quá thì nó khó làm lắm. Tiếp tục mình bắn chén cổ ra. Chén cổ là tuyệt đối không giữ nha cô chú anh chị, chén cổ mình bán rất là rẻ rồi, chứ chị mua thay. Cây này thì hồi nãy mình đi ép chẳng ba, thường nó sẽ lỏng cái chỗ này của chính chị, băm nhẹ để mình vô luôn. Thường thì bị đụng á cô chú anh chị, nó sẽ cái lỏng trên cổ này luôn, giật lắm. Rồi vô chén cổ mới thôi. Cái ống cho nó vừa tầm, cái ống mình ra tiệm sắt mình mua cái ống cho nó lọt vô được rồi. Coi vậy chứ làm nó cũng có phải có kỹ thuật nha cô chú anh chị, chứ không có đơn giản đâu. Cái này là cái đa số nhiều bạn quên cái này nè, quên cái cao su để nước ở dưới nó tạt lên nó sẽ không vô được cái mỏ, nó không làm hư cái mỏ nha cô chú anh chị. Bạn hay quên á, nhiều khi quên bỏ này luôn. Rồi tiếp tục á, mình hướng dẫn cho các bạn những cái bột này nè. Mình biết những cái bột Honda nó hơi bị yếu, khi mình cân chỉnh lò xo rồi á, mình tìm những cái viên bi nồi của AB210 nè, Vision nè, nhỏ như vậy, mình gỡ này lên mình bỏ nó vô để tăng lực nén lò xo. Thường thì cô chú anh chị đi ra một hồi người ta thay cái lò xo lô vô. Thật ra thay lò xo lô á, nếu có thay người ta dễ lấy tiền của chú anh chị, còn không thay mà chim viên bi này không có lấy tiền được bao nhiêu, nên người ta buộc lòng phải thay. Thay lò xo lô nhúc rất là dở nha cô chú chị, nó đơ không à, mà không thay lại lấy tiền của chú anh chị thì cô chú anh chị không có trả, nghĩa là trả gọi là sót túi tiền, nên phải có cái vật gì thay vô. Đó, cô chú anh chị gỡ bỏ vô rồi ém hai viên pin này xuống để tăng độ cứng nó lên chút xíu là nó vừa tầm. Rồi mình chia sẻ cái phần mà làm phục cho cô chú anh chị, phục thì phục thôi, hoặc là chưa xì cô chú anh chị dùng cái thao tác này là ok nha cô chú anh chị.